quay trở lại rồi đây. Hình như là cũng gần hơn 2 tháng rồi đúng không? Không, Dung nghĩ, đúng rồi, hơn 2 tháng Dung chưa có làm một cái clip nào hết. Và lý do là có rất là nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của Dung trong 2 tháng vừa qua. Và như mọi người thấy là Dung hiện tại đang đứng ở một cái gian bếp mới của mình. Cái này thì nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, chứ không phải là gian bếp mà mọi người thường thấy ở những cái video trước. Và lý do thay đổi thì mọi người hãy cho Dung giữ bí mật, đến một lúc nào đó vào một cái thời điểm thích hợp thì Dung sẽ chia sẻ với mọi người nha. Còn video ngày hôm nay thì Dung muốn làm một cái video ngắn để chia sẻ về chế độ ăn uống và tập luyện làm thế nào để có được một cái cánh tay săn chắc. Và để cho mọi người, cũng là đồng thời cho mọi người biết là Dung đang rất là khỏe mạnh bình thường và không có vấn đề gì xảy ra hết. Chỉ là 2 tháng vừa qua do bận rộn nên là Dung cũng hơi lười post và làm, mỗi lần làm edit video thì rất là lâu, và Dung đều tự làm một mình hết, cho nên là nó sẽ chiếm rất là nhiều thời gian, nên là mình cảm thấy lười, chưa có sẵn sàng để làm. Và hôm nay Dung trở lại để làm một cái video ngắn để chia sẻ cùng với mọi người và cho mọi người biết rằng là Dung rất là ổn và rất là khỏe mạnh bình thường nha. Có một điều mà Dung cảm thấy rất là vui, đó là mặc dù 2 tháng không có ra một cái clip nào hết, nhưng mà cũng có rất là nhiều thêm được hầu như là 10 bạn follower follow Dung ở trên YouTube. Thì Dung không biết các bạn là ai. Nếu mà bạn là người mới thì cho Dung gửi lời chào đến tất cả mọi người nha. Còn các bạn cũ thì hình như là đã biết rồi. Nhưng mà Dung rất là cảm ơn tất cả mọi người cùng đồng hành cùng với Dung. Và cái kênh của Dung thì không có làm cái gì đặc biệt riêng về một cái gì hết. Dung chỉ chia sẻ cuộc sống bình thường hàng ngày của mình và những cái cảm nhận, những cái điều mà mình suy nghĩ, mình thấy trong cuộc sống, cũng như là cái quá trình trưởng thành của Dung mà thôi, chứ không có gì đặc biệt hết. Và một lần nữa thì Dung cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hy vọng rằng mọi người sẽ có được một cuộc sống rất là bình an, hạnh phúc và vui vẻ nha. Để Dung cho mọi người xem là sáng nay đi chợ Dung đã mua được những gì. Đây là tất cả đồ cho người ăn chay. Khoai lang thì là hầu như không thể thiếu, nhưng mà Dung rất là thích mua những cái củ nó nhỏ nhỏ như thế này, tại vì mỗi một lần ăn thì Dung chỉ ăn được một củ như vậy thôi. Đây là bơ bút, rồi cam. Nhìn thì có vẻ như nó rất là xấu, sần sùi vậy, nhưng mà ngon lắm, nước rất là ngon. Bánh tráng Bình Định nè, Dung mua ở một cái chợ gần nhà. Và đây là cải xanh và rau mồng tơi. Rau mồng tơi cũng hầu như là không thể thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày của Dung. Và đây là sả để Dung nấu nước gừng, sả và chanh để uống mỗi ngày, hầu như là mỗi ngày luôn. Còn đây là một thứ cũng không thể thiếu, đó là đậu xanh. Và các loại đậu Dung thường ăn là đậu xanh, đậu đen với lại đậu đỏ, là ba loại đậu mà Dung thường ăn nhất. Đây là buổi trưa của Dung, thì như mọi người thấy là hầu hết đều là rau củ hết. Và ở đây có đậu đỏ, đây là một trong những loại đậu mà Dung thích ăn nhất. Và Dung mua đậu tươi cho nên về hầm nó rất là nhanh luôn, không có tốn quá nhiều thời gian để hầm nó. Và Dung là một người rất là thích ăn nui, cho nên là nui là một trong những món mà hay gọi là đạo nui đó. Dung thích, có Dung có thể ăn mỗi ngày và không cảm thấy ngán. Đó, ở đây cũng có cả làm dưa leo nè, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, rồi cà chua và đó, súp lơ xanh. Cái này không biết là gọi là cái gì, súp lơ xanh phải không mọi người? Dung cũng không biết gọi là, hoặc là bắp cải xanh hả? Dung hay lộn gọi tên cái này lắm. Đó là buổi trưa của Dung là vậy đó. Và bây giờ Dung xin chia sẻ với mọi người một vài cái động tác tập tạ tay để cho có được một đôi tay săn chắc và không có bị chảy xệ. Thì mọi người có thể tập không có cần dụng cụ hoặc là tạ, nhưng mà để có tác dụng hơn thì mọi người nên dùng tạ nặng hoặc là dây midi band. Thì Dung hồi trước là có một cái vai của Dung hồi trước nó không có được Dung so với mình thôi nha, chứ Dung không so sánh với bất kỳ một người nào khác, thì vai của Dung rất là nhỏ và kiểu nó không có thực sự săn chắc á. Nhưng mà sau một vài tháng tập thì tập tạ nè, rồi
mini band, dùng mini band hoặc là hít đất, thì Dung thấy là bây giờ như mọi người thấy nè, vai Dung đã to hơn rất là nhiều, và cái phần tay nó cũng săn chắc hơn đó. Chứ hồi trước thì nó nhỏ lắm, nhìn Dung cảm thấy nó không có khỏe mạnh, không biết sao mọi người sao, nhưng mà với Dung thích có một đôi vai nhìn nó hơi có chuột một chút xíu, nghĩa là nó có cơ một chút xíu thì nhìn nó sẽ sexy và khỏe mạnh hơn chứ. Và hẹn gặp lại. Bye.